Không có người chồng nào hoàn hảo trong cuộc đời này cả. Bởi vì một người chồng hoàn hảo sẽ phải có một người vợ hoàn hảo. Mà mình nhìn lại mình thấy mình đã hoàn hảo hay chưa? Vậy cho nên người chồng của mình không hoàn hảo là đúng rồi. Và anh ấy không hoàn hảo để dạy cho mình trở nên hoàn hảo và tốt hơn trong cuộc đời này. Còn ông làm gì có chuyện hoàng tử với lọ lem, mây tầng nào thì bay mây tầng ấy. Làm gì có chuyện phim Hàn Quốc là một cô gái vừa ngốc vừa vụng về vừa hậu đậu, xong yêu một anh giám đốc chủ tịch, xong vừa đẹp trai vừa giàu, vừa thông minh vừa trung thủy. Trời ơi, những ông giàu và trung thủy người ta đâu có ngu. Chúng ta đến với nhau bằng ưu điểm của nhau. Lúc đó chúng ta nhìn thấy toàn ưu điểm. Nhưng đến lúc chúng ta ly hôn, chúng ta ly thân và chúng ta chia tay nhau thì lại toàn nhìn thấy khuyết điểm của nhau. Vậy góc nhìn của mình đã đúng, đã đa chiều và đã công bằng với người đàn ông đó hay chưa?